Rồi cho Nguyễn Toàn gửi lời chào đến tất cả các anh em đã trở lại clip tiếp theo của kênh mình ha. Thì hôm nay mình có làm ra một số đồ anh em, thì khoảng cỡ 20 cái chân vịt anh em. Thì đại khái là những cái dòng thông dụng cho anh em đi làm ăn ha. Bao tốc độ, hai cánh có, ba cánh có. Thì có ba cánh nhọn, ba cánh thái và hai cánh thái anh em. Thì mình cũng quay lên chia sẻ cùng anh em ha. Nếu những anh em nào có nhu cầu cần sử dụng thì cứ liên hệ cho mình ha. Thì mình sẽ tư vấn cho anh em và chốt đồ cho anh em xài. Thì ở đây toàn có cái mẫu hai ba cánh, xin lỗi anh em, ba cánh thái ha. Thì mình dùng cho anh em là đi tải. Thì ba cánh thái tải thì có thể cho anh em đi sử dụng cho 3T 82 84 hoặc là 80 ba máy ha, có tẹt bô chạy cũng được, không tẹt bô chạy cũng được. Rồi thì kế tiếp cũng là dòng ba cánh thái nhưng cái này hơi nhỏ, thì cho anh em sử dụng từ 3T 78 80 đổ lại. Thì nếu anh em sử dụng cút xéo thì cho 20 ngựa cút xéo nhông bọng ha. Rồi tiếp tục cũng là mẫu ba cánh, thì cái mẫu này cho anh em sử dụng cho thằng 4T 88 86 hoặc 93 và ba cánh cano, thì cho anh em đi tải nổi cũng được, bao tốc độ ha, về dạng cứng cáp có đầu sắn anh em. Rồi cũng tiếp tục là cũng là ba cánh nhưng mà mẫu này hơi khác, thì cũng này Dũng dành cho 4T 86 88 hoặc 84 đó, cho anh em sử dụng được, bao tốc độ về dạng cứng cáp ha. Rồi tiếp tục là mẫu 98 cũng là ba cánh nhưng mẫu này khác nữa anh em đó, thì cho anh em sử dụng cho Isuzu 98 hoặc 95. Mẫu này rất là dày dặn cứng cáp anh em, khá là nặng ha, còn cầm móng tay thì hơi đuối ạ. Đây mình quay sát cho anh em xem ha. Rồi kế tiếp là cái mẫu hai cánh, thì cho anh em sử dụng cho dòng máy 380 380 382 máy xe nè. Thì cốt xéo thì cho anh em đi được 20 ngựa cốt xéo ha. Ở đây thì mình có cái hai cánh lào anh em, thì cho anh em sử dụng dòng máy 11 13 15 18 20 đều được ha anh em. Thì theo anh em đặt mình sẽ làm kích cỡ nó sẽ khác và độ lấy nước nó khác nhau ha anh em. Đây cũng vậy, thì bữa nay toàn chốt hai cái cho anh em. Mẫu này thì cốt nó dài anh em, xả gác xả lục bình gác tốt nha, xả cỏ. Rồi tiếp tục là hai cánh, thì cho 3T 68 hoặc 66 67 ba máy máy xe anh em. Cút xéo thì cho anh em được đi được 7 rưỡi 8 rưỡi hoặc là máy 9. Đây thì dòng này cho 3T 66 63 64 67 xài được anh em. Cút xéo thì cho anh em đi được máy 8 máy 7 máy 6 rưỡi. Giờ anh em đi cút xéo nhông sên cũng được anh em, nhông sên thì đi thể loại máy 13 ha. Đây thì cái này thì cho 3T 68 72 ba cánh nhọn. Nếu mà cút xéo thì anh em đi nhông được thì máy 11 nữa ha, 11 nữa nhông. Rồi ở đây có một cái cút cao ha, thì cho máy 18 20 nhông bọng ha. 3T thì cho anh em sử dụng được 74 75 cu ta thì 76 78 ha anh em. Thì trời hôm nay hôm nào cũng mưa cho nên quay video thì nó không được sáng anh em thông cảm ha.
Rồi thì cái này thì cho anh em đi sử dụng dòng máy đi tải nổi có tốc độ ha. 3T8284. Này gân 20 nè. Thì toàn có làm cho khách hai cái. Này thì ba cánh nhọn. Thì tùy theo anh em thích ha, ba cánh thái tải hoặc là ba cánh nhọn thì cái nào cũng có tốc độ. Thì cái này thì mẫu máy 6 anh em. 6 6 rưỡi. Thì đây cái 3T6872 anh em. Rồi thì hôm nay thì Toàn cũng chốt đồ được nhiêu đây cho anh em ha. Thì trước khi anh em lại lấy và Toàn giao tới tay anh em thì Toàn cũng quay lên cho anh em xem ha. Rồi thì anh em vô xem nhớ ủng hộ kênh mình ha. Nhớ cho mình một lượt đăng ký kênh anh em và một like một chia sẻ ha. Rồi thì Toàn nói tình hình về chung về hàng đi thì có khi hàng còn nó đi hơi hơi bị dồn hàng anh em, ý là khi anh em đặt 1 2 ngày hoặc 3 ngày Toàn mới chuyển đi cho nên hơi chậm. Có gì thì anh em cũng thông cảm, với do tình hình dịch bệnh thì nó cũng bị ảnh hưởng anh em. Thì mong anh em thông cảm ha. Rồi thì clip Toàn quay đến đây cũng xin tạm dừng ở đây ha. Hẹn gặp tất cả các anh em vào clip tiếp theo của kênh mình ha.